Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tham mưu cụ thể nội dung triển khai, hướng dẫn cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nhập khẩu quá tải qua cửa khẩu quốc tế La Lai. Trước đó, vào ngày 18 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc không áp dụng nội dung cơ quan hải quan không giải quyết thủ tục thông quan nhập cảnh, thủ tục kẹp trì hải quan đối với trường hợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá tải trọng thiết kế của xe đối với cửa khẩu quốc tế La Lai. Việc không áp dụng nội dung trên tại cửa khẩu quốc tế La Lai cho đến khi hệ thống hạ tầng tại cửa khẩu này được hoàn thiện về bãi tập kết sang tải, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc giải quyết thủ tục cho xe quá tải trọng từ Lào về qua khu vực cửa khẩu sẽ giải quyết được việc ùn tắc tại cửa khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu được nhiều hàng hơn.